Xin chào toàn thể anh em đồng bóng thân thương đang theo dõi cảm show. Chúng ta lại gặp nhau trong cơ thể bạn chưa biết, nhưng cũng có thể nhiều bạn biết rồi. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn một câu đố. Trong vòng 3 giây bạn hãy kể ra tên một trọng tài nổi tiếng mà bạn biết. 1, 2, 3. Quá dễ, chắc chắn nhiều người sẽ chọn là Hoagwap hoặc là Violucci Colina, hai vị trọng tài đã quá nổi tiếng rồi. Tuy nhiên bên cạnh hai người đàn ông này thì trong thế giới bóng đá chúng ta còn rất nhiều những vị trọng tài nổi tiếng khác. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với top những gương mặt trọng tài nổi tiếng trong thế giới bóng đá. Vị trí số 10, Frank the Blackere. Trọng tài người Bỉ là người đang nắm giữ kỷ lục của quốc gia mình khi đã được 7 lần xướng tên ai hạng mục trọng tài xuất sắc nhất năm, khoảng thời gian kéo dài từ năm 2000 đến 2013. Frank the Blackere có lần ra mắt đầu tiên vào năm 1984 và cho tới tận năm 1998, ông đã được FIFA đưa vào danh sách những vị trọng tài chính thức cho các giải đấu quốc tế. Frank the Blackere có màn chào sân ở đấu trường quốc tế vào tháng 3 năm 2001 khi cầm còi trong trận đấu giữa Cộng hòa Ireland và đảo Sip ở vòng loại World Cup 2002. Ông hiện đang nắm giữ những kỷ lục đối với trọng tài nước Bỉ khi đang là người thuộc quốc gia này, có số trận cầm còi nhiều nhất ở vòng chung kết World Cup với 7 trận, trong đó có 4 trận ở World Cup 2006 và 3 trận ở World Cup 2010. Ngoài ra, ông cũng có 3 lần bắt chính ở các trận đấu thuộc khuôn khổ Euro 2008. Ở cấp câu lạc bộ, trọng tài Frank the Blackere cũng đã có chính mình 47 trận bắt chính ở đấu trường Champions League, trong đó cũng không ít những trận đấu mang tính chất quyết định như màn thương hùng giữa Barcelona và Inter ở bán kết vào tháng 4 năm 2010. Trận đấu mà vị trọng tài người Bỉ đã rút thẻ đỏ dành cho Thiago Motta khi có hành vi chơi xấu Sergio Busquets. Vị trí số 9, Oscar Ruiz Acosta. Nếu như hỏi ai là vị vua áo đen vĩ đại nhất Colombia, nếu Oscar Ruiz Acosta là số 2 thì dám chắc với bạn, không ai tự nhận mình là số 1. Trở thành trọng tài FIFA từ năm 95 đến 2011 và hiện giờ ông Oscar đã là thành viên trong ban huấn luyện trọng tài của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA. Oscar có màn ra mắt thế giới trong trận đấu giữa đội tuyển Paraguay và Venezuela vào tháng 7 năm 95. Và ông cũng đang là một trong số ít những vị trọng tài được chọn ở 3 giải World Cup liên tiếp từ 2002 cho đến 2010. Oscar Ruiz Acosta cũng đã từng hứng chịu nhiều chỉ trích khi rút thẻ đỏ chơi du hành World Cup của đội tuyển Pháp trong cuộc đối đầu với chủ nhà Nam Phi ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng World Cup 2010. Sau khi giả từ sự nghiệp cầm còi, ông chuyển sang cầm cán cân công lý khi đang làm luật sư tại quê nhà cho đến thời điểm hiện tại. Vị trí số 8, Pedro Proenca. Vị trọng tài người Bồ Đào Nha được vinh danh là vị trọng tài xuất sắc nhất của nền bóng đá đương đại. Ông đang nắm giữ một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi là vị vua áo đen đầu tiên bắt chính trong cả trận chung kết Champions League và Euro trong cùng một mùa giải. Vị trọng tài sinh năm 1970 cũng là chủ nhân của hai danh hiệu trọng tài xuất sắc nhất Bồ Đào Nha 2007 và 2011. IFFHS, Hiệp hội Quốc tế về lịch sử và thống kê bóng đá, cũng đã vinh danh ông là vị trọng tài xuất sắc nhất năm 2012. Bên cạnh một sự nghiệp quốc tế lẫy lừng, đơn cử như trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ireland thuộc bảng C Euro 2012 hay trận tứ kết giữa Ý và Anh. Đáng chú ý hơn cả là trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Ý, ông Pedro Proenca cũng đã cầm còi không ít trận đấu quan trọng ở cấp câu lạc bộ, có thể kể đến trận chung kết Champions League 2012 giữa Chelsea và Bayern Munich. Tháng 1 năm 2015, ông tuyên bố giải nghệ và được bầu làm giám đốc của giải bóng đá chuyên nghiệp Bồ Đào Nha không lâu sau đó. Vị trí số 7, Michael Vartrol. Cựu trọng tài Michael Vartrol được bình chọn là một trong những vị vua áo đen xuất sắc nhất của bóng đá Pháp. Đồng thời, ông cũng đi vào lịch sử World Cup khi bù giờ tận 8 phút trong trận bán kết giữa Italia và Argentina vào năm 1990. Sau đó, Michael Vartrol cũng thừa nhận ông đã quên xem đồng hồ để thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Bên cạnh trận đấu dở khóc dở cười đó, cựu trọng tài sinh năm 1945 cũng cầm còi 2 trận ở World Cup 1982 và 2 trận nữa ở World Cup 1990. Ở cấp độ câu lạc bộ, ông cũng có chí mình như trận cầm còi đáng chú ý, điển hình như trận chung kết Euro Cup 1986, tiền thân của UEFA Champions League ngày nay, giữa câu lạc bộ Barcelona và Steaua Bucharest, một câu lạc bộ thuộc giải vô địch quốc gia Romania. IFFHS cũng đã hai lần liên tiếp vinh danh ông là trọng tài xuất sắc nhất năm. Ông Michael Vartrol cũng từng dính vào một vụ scandal khi chủ tịch câu lạc bộ Roma là ông Dino Viola được cho là đã đút lót vị trọng tài sinh năm 45 này số tiền 500.000 bảng Anh trước thềm trận bán kết lượt về giữa Roma và Dundee United vào năm 1984. Mãi đến tận 2 năm sau, vụ việc mới được phơi bày ra ánh sáng. Vị trí số 6, Peter Mikkelsen. Cố trọng tài người Đan Mạch chính là một trong những niềm tự hào lớn nhất của người hâm mộ bóng đá nước này. Ông dành hết những ngày tháng đẹp đẽ nhất để mang đến những trận đấu công bằng đến khán giả khi tham gia vào công tác cầm còi từ khi chỉ mới 30 tuổi. Cố trọng tài Peter Mikkelsen cũng đã điều hành 3 trận đấu ở World Cup 1994 như là tại Mỹ. Bên cạnh đó,
là Euro 92 và Euro 96. IFFHS cũng vinh dự bầu chọn ông là vị trọng tài xuất sắc nhất trong các năm 91 và 93. Năm 1998, cụ thể là sau chiến dịch vòng loại World Cup năm đó, ông tuyên bố giải nghệ và tập trung thời gian cho việc quản lý nhân sự của một công ty ở quê nhà Đan Mạch được cho là F Group, đảm nhận vị trí đó trong suốt 10 năm, đồng thời phải căng mình chống chọi với căn bệnh ung thư. Vị trọng tài người Đan Mạch đã rút hơi thở cuối cùng vào ngày 30 tháng 1 năm 2019, hướng dương 58 tuổi. Vị trí số 5, Sándor Puhr. Đây chắc chắn là vị vua áo đen xuất sắc nhất mà bóng đá Hungary từng sản sinh. Thành tích 4 năm liên tiếp từ IFFHS bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất năm từ năm 94 đến năm 97 là quá đủ để nói lên sự vĩ đại của vị trọng tài sinh năm 55. Cầm coi trong 4 trận đấu ở kỳ World Cup 94, trong đó có trận chung kết giữa Brazil và Italia, cùng với đó là trận chung kết Champions League 97 giữa Dortmund và Juventus. Tuy vậy, ông Sándor Puhr không được lòng các cổ động viên Tây Ban Nha khi đã bỏ qua một tình huống chia xấu tương đối lộ liễu của Mauro Tassotti đối với Luis Enrique trong trận tứ kết giữa Italia và Tây Ban Nha. Kết quả thì chắc có lẽ ai cũng biết, Luis Enrique bị gãy mũi sau pha va chạm đó, đồng thời đội bóng của anh cũng phải nhận thất bại 1-2 trước người Ý. Sau khi treo cò vào năm 2000, ông Sándor Puhr ngay lập tức được bổ nhiệm vào vị trí ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Hungary cho tới năm 2006, đồng thời ông cũng kiêm luôn vị trí bình luận viên của đài truyền hình thể thao quốc gia. Vị trí số 4, Kim Milton Nielsen. Không cần biết ông giỏi tới đâu, nhưng người ta luôn bị ấn tượng với vị trọng tài người Đan Mạch ngay từ khoảnh khắc ông bước ra khỏi đường hầm trong mỗi trận đấu. Lý do là bởi vì Nielsen sở hữu một chiều cao quá lý tưởng, 1m96, một chiều cao mà mỗi khi ông rút thẻ là các cầu thủ đều phải ngước mặt lên nhìn xem nó màu gì. Thể hiện tình yêu với nghề cầm còi từ khi lên năm 15 tuổi với lý do đơn giản là thích luật bóng đá chứ không thích chơi bóng đá. Không có gì ngạc nhiên khi ông gia nhập tổ trọng tài FIFA từ khi chỉ mới 25 tuổi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Nielsen có số trận cầm còi thuộc hàng nhiều nhất nhì của tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới FIFA, trong đó có 154 trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia và 53 trận thuộc khuôn khổ Champions League. Kim Milton Nielsen cũng là vị trọng tài trẻ nhất từng bắt chính một trận World Cup khi chỉ mới 28 tuổi. World Cup 98 tại Pháp hay năm 2002 tại Hàn Quốc, Nhật Bản đều có sự góp mặt của trọng tài người Đan Mạch. Bên cạnh đó, ông có một nghề tay trái, đó là trưởng ban bộ phận IT, công nghệ thông tin. Vị trí số 3, Howard Melton Webb. Cựu trọng tài người Anh có vẻ là gương mặt rất quen thuộc đối với những bạn thường xuyên theo dõi ngoại hạng Anh. Với thân hình khỏe khoắn, một mái tóc bóng mượt cùng với lối chạy vô cùng linh hoạt, khiến Howard Webb trông không khác gì một The Rock trên sân bóng, sẵn sàng cho bất kỳ cầu thủ nào một chiếc vé đi tắm sớm. Dành phần lớn thời gian cống hiến cho những trận đấu ở các giải đấu cao nhất của xứ sương mù như chung kết FA Cup, trận tranh siêu cúp nước Anh và vô số những trận cầu kinh điển của Premier League. Tuy nhiên, Howard Webb cũng là một trọng tài cầm còi đáng chú ý ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đơn cử tại trận chung kết World Cup 2010. Cùng năm đó, Howard Webb cũng được nhận danh hiệu trọng tài xuất sắc nhất của FIFA. Treo cò vào năm 2014, hiện tại cựu trung sĩ thuộc lực lượng cảnh sát miền Nam Yorkshire đang làm giám đốc kỹ thuật của tổ trọng tài FIFA. Vị trí số 2, Markus Merk. Cựu trọng tài người Đức được xem là vị trọng tài xuất sắc nhất trong khoảng thời gian mà ông cầm còi. Đồng thời, Markus Merk cũng đang là người nắm giữ kỷ lục có số trận cầm còi nhiều nhất lịch sử Bundesliga, đồng thời cũng là người trẻ nhất bắt chính trong một trận đấu Bundesliga khi chỉ mới 25 tuổi. 3 lần đoạt danh hiệu trọng tài xuất sắc nhất năm của FIFA, cộng với 6 lần được xướng tên ở hạng mục trọng tài xuất sắc nhất nước Đức. 3 lần được IFFHS vinh danh là quá đủ để nói lên tầm vĩ đại của người đàn ông sinh năm 62 này đối với bóng đá nước nhà. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông Markus Merk đa số chỉ bắt những trận đấu ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, cũng có một số trận đấu đáng chú ý như bán kết FIFA Confederations Cup giữa Cameroon và Colombia. Trận đấu thường được nhớ tới về sự ra đi của Marc Vivien Foe của Cameroon trước khi giải nghệ vào năm 2008. Trước khi làm trọng tài và rút thẻ cho các cầu thủ, Markus Merk từng rút răng khách hàng khi còn làm nha sĩ ở giai đoạn trước năm 88. Vị trí số 1, không thể nào là ai khác, Pierluigi Collina. Một cái tên, một gương mặt quá đối quen thuộc với những người hâm mộ trái bóng tròn, đồng thời cũng là một cái tên quen thuộc với những giải thưởng cao quý nhất dành cho những trọng tài, với 6 lần liên tiếp giành giải trọng tài xuất sắc nhất năm của FIFA. Và dĩ nhiên, ông chính là vị trọng tài xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá thế giới. Trong suốt sự nghiệp cầm còi lẫy lừng của mình, người đàn ông có biệt hiệu Kojak, cái tên được lấy từ nhân vật bị hói đầu của bộ phim truyền hình Mỹ do ông bị mắc chứng rụng tóc, đã bắt chính trong 43 trận đấu tại Serie A và cũng có một số trận đáng chú ý khi bắt chính một trong những trận chung kết cảm xúc nhất là sự Champions League năm 99 giữa Manchester United và Bayern Munich.
Hiện tại, Colina đã là thành viên của Ủy ban trọng tài FIFA và đồng thời cũng là giám đốc Liên đoàn bóng đá Ukraine, vị trí mà ông đã đảm nhiệm từ năm 2010. Có thể 10 cái tên ở trên là chưa đủ thỏa mãn một số người xem khó tính, nhưng thời lượng của video này cũng có hạn. Một lần nữa, Cảm xin cảm ơn những đóng góp vô cùng thầm lặng của họ nhằm mang đến một trận bóng đá công bằng, giải trí. Nếu bạn nghĩ ra bất kỳ vị trọng tài nổi tiếng nào khác, hãy đừng ngần ngại chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết. Và biết đâu, Cảm có thể lấy cảm hứng đó, những cái tên mà các bạn vừa kể dưới đây, để làm tiếp phần 2 dành tặng cho những vị vua áo đen này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.